Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Hoan. Và bây giờ mình sẽ chơi nhân vật nữ chủ tế trong một bộ trang phục bất hạnh. Nick này của bạn Dũng, bạn ấy vừa mở ra luôn. Mình cũng thích trang phục này bởi vì các bạn biết rằng là cái độ phối màu của cái bộ trang phục này rất là đẹp luôn. Nhất là cái đầm các bạn thấy không? Màu đỏ, màu trắng, màu xanh xen kẽ với nhau nhìn khá đẹp mắt luôn. Dĩ nhiên là mình sẽ review rồi. Và chiều hôm qua mình học tiếng Trung Quốc thì ngồi chơi game, chơi nhân vật vũ trang ấy. Các bạn xem clip tối hôm qua là mình chơi ấy. Mình chơi xong tiện mình làm sub đồ luôn. Chơi trong giờ học đâu có nói được đâu, khổ lắm. Nên là các bạn thông cảm. Học từ cấp 3 đổ xuống các bạn thấy điện thoại các bạn để trên bàn. Có khi giáo viên xuống thu còn bị chửi, còn bị ghi vào sổ đầu bài, còn bị họ mét giáo viên. Giờ ra chơi giáo viên chạy 500 cây số một giờ xuống tìm bạn chửi ngay và luôn. Nhưng mà lên đại học thì khác các bạn ơi. Các bạn xài điện thoại thoải mái, giáo viên chả thèm nói gì luôn. Mang đồ ăn là ngồi nhai nhóp nhét trong lớp, giáo viên chả buồn nói, kệ, muốn làm đích gì thì làm, miễn sao thi đừng có điểm thấp là được. Ôi ôi, hôm nay gặp được con Rimwick kìa. Lâu lắm rồi mới gặp Rimwick luôn á. Tuy nhiên sống chậm quá. Cái bộ trang phục của con Rimwick đang sử dụng kia cũng là một trang phục B bình thường thôi, nhưng mà cái nét của nó vẫn mang cái kiểu Ai Cập ấy. Các bạn thấy không? Cái trang phục vàng nữ hoàng Ai Cập của chị Rimwick các bạn thấy rằng là nó mang một vị trí quá là tối thượng trong cái xã hội Ai Cập thời bấy giờ. Còn cái trang phục B này nhìn giống y như là nô lệ ấy. Nó bần dã man luôn, nhìn nghèo hèn. Trang phục rách rưới. Mình có làm những cái clip mình hỏi các bạn có bộ skin nữ hoàng Ai Cập của Rimwick không cho mình mượn để mình làm clip với. Thì sau cái clip này các bạn có thì các bạn inbox vào Facebook cho mình nha. Dù biết đó là những cái trang phục limited các bạn. Đã tịt rồi thì không bao giờ lòi được miếng nào, dư miếng nào luôn. Ôi, hết hồn luôn á. Nó có hai con dí cho mình cũng chả biết con nào hoạt động. Nhưng mà không sao. Thực ra thì chơi Rimwick nó cũng rất là dễ. Nó chỉ quan trọng ở một chỗ chính là các bạn làm sao thay đổi kẻ hầu một cách linh hoạt. Và rất là nhiều clip mình chơi với Rimwick rồi các bạn thấy cam ghế khó chịu vô cùng luôn. Đặc biệt là nhét cái bọn survival xuống dưới hầm ấy. Eo ơi, một con đứng trên, một con ở dưới, chạy đằng trời luôn á. Nếu mà cứng tay thì những cái pha dưới hầm như vậy thì có khả năng bắt được hai đứa một lúc luôn, chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà trận này thì khác rồi. Ba đứa chủ tế, trời ơi, thánh địa của nữ chủ tế. Vòng đặt lung tung thế này. Nếu mà chúng ta rảnh không có việc gì làm thì đứng xóa hầu thôi. Xóa cũng khá là lâu ha. Nghe đâu đồn là 40 giây. Thì như vậy đồn chả biết rõ chính xác như thế nào. Ê, cứu mình. Rồi, nó tới kìa, chạy đi. Sau bản update lần này thì chúng ta không thể sửa máy chung với nhau được nữa, bởi vì nó sẽ giảm tốc độ sửa máy mã hóa. Là một lợi thế của survival ngày xưa. Xưa đã bị khắc chế, đã bị giảm đi rất là nhiều luôn. Mà đúng là giảm đi thật. Mẹ nhất là chơi nhân vật Joseph ấy, đầu game bật máy ảnh lên thì cho dù sao chăng nữa hai đứa vẫn sửa được một máy các bạn. Khó thắng vô cùng luôn. Cứu mình. Ui, sao mình chạy nhanh vậy? Đứng sát trên góc tường chả làm được. Bác sĩ ơi. Ôi rồi, hết cả hồn luôn á. Tự nhiên lòi ra cái con hầu nhìn giật cả mình. Ôi, bạn ấy biết đi qua vòng rồi kìa. Có mỗi cái việc trị thương cho mình thôi mà nãy giờ chán quá. Nửa máu thì thảm đi cứ gật gù tội lỗi. Đứng xa xa để tạo cổng cho nó an toàn. Chiều hôm qua mình học tiếng Trung liên quan đến chủ đề nấu món ăn. Không phải nấu mà liên quan đến lời khen ăn ngon ấy. Tên là hảo chư. Hảo chư nghĩa là ngon các bạn. Hảo là tốt, chư là ăn. Ăn ngon. Mình về mình nói mẹ mình hôm nay mẹ nấu hảo chư quá. Mẹ mình hảo chư là cái gì? Hảo chư là ăn ngon. Hôm nay khen học được một số từ về khoe cho nó slack tí. Bảo thằng này tự nhiên trong đầu song ngữ tiếng Việt, xong tiếng Anh, còn tiếng Trung. Tiếng Trung thì nói là delicious. Đó. Học nhiều ngôn ngữ quá đôi khi làm loãng cái đầu mình ra luôn á. Bởi vì học tiếng Trung nó không dễ đâu các bạn. Các bạn vừa phải biết viết tiếng Trung này, vừa phải biết viết phiên âm nữa thì các bạn nhắn tin bằng điện thoại nó mới dễ được. Xong còn đánh máy tính nữa cơ. Rồi lại còn biết đọc nữa. Mệt. Ói ỉa luôn. Người chủ tế lại bị xách bóng. Eo nhìn tội. Đứng nhìn đồng đội xách bóng khổ. Vật vờ lên. Vùng vẫy. Kiểu. Ok, mình sẽ đặt vòng. Đặt vòng xuyên qua ghế để làm cái nhiệm vụ sử dụng khóa thánh để giải cứu đồng đội ấy. Ơi, đi theo mình này. Trời ơi, vòng đấy xung quanh đây cứ như cái con rồi bó tay luôn á. Mấy ông này chơi không biết nhìn map, nhìn cam hay là nói chung là chỉ biết chạy thôi, không biết là phải nhìn theo định hướng như thế nào. Chán. Còn một máy sửa nốt tôi xong. Hôm qua mình học nguyên một câu dài luôn. Của mama hơi xua duyên nản trai hẩn hảo chư. Có nghĩa là mẹ tôi biết nấu món Việt Nam rất ngon. Trời ơi, oách vãi luôn á. Nói thế thôi, nói cho vui thôi, đọc cho oai, biết chả biết được. Nó khó kiểu gì chả hiểu được. Ủa sao mình bị có cái ấn lúc nào mình không biết đấy nhỉ? Ok, mình xin cứu bạn này. Khờ quá à, đi theo mình thoát rồi. Rồi ok, đi qua vòng này. Ô, rim máy rồi, tuyệt vời luôn. Hay ra mình phải xóa kẻ hầu thôi. Khi mà các bạn đứng xa, quá xa con kẻ hầu thì cái vạch đỏ nó cũng sẽ đi ngang qua con kẻ hầu. Lập tức là cái con kẻ hầu đỏ đó nó sẽ có trách nhiệm đi theo mình nhá. Có cái cổng xanh ở đây thì đuổi mình tới mai luôn. Xóa kẻ hầu xong thì cứ đi qua đi lại xóa kẻ hầu thôi, nhìn hành xác con bé tội thương lắm luôn. Nếu mà các bạn đâm đầu ra thẳng cổng luôn, các bạn sẽ bóp đồng đội. Bởi vì cái con hầu nó sẽ đi theo mình đấy. Cho nên là mình phải chọn cái trách nhiệm, đó chính là xóa hầu trước đã. Alo, đồng đội, có nghe rõ không? À, có tín hiệu rồi. Cứ tưởng ngoài vùng phục vụ nữa. Đấy, ủa đây là đâu vậy? Sắp xóa mất kẻ hầu rồi này. Cái con hầu 4 của Rimwick nhìn đúng tội luôn á. Đi theo mình như con điên luôn. Đi theo kiểu thê thảm luôn. Và những cái con hầu nó không nằm trong cái vùng đỏ thì Rimwick sẽ không thể nào điều khiển được nha các bạn. Ôi, xe tông. Trời ơi. Không có gì mà cay được luôn á. Có Hunter đây là mình chết chắc luôn rồi. Ai bác sĩ ơi cứu mình với. Trời ơi. Kiểu gì cũng có bạn chung hoàn cảnh với mình luôn. Và kiểu gì cũng có bạn sẽ cười mình. Hải không chịu được. Nếu mà có Hunter nó đứng ở đây là mình bị xách bóng chắc luôn đó. Nó chị thương cho mình đi. Giờ này người ta mở cổng hết rồi còn đi ký sinh. Nếu các bạn muốn chơi tốt Rimwick thì các bạn có thể tìm lại những cái video cũ của mình. Hoặc là tìm kênh của Bruno hoặc là Chupomiki. Hình như cái anh Chupomiki bữa nay nghỉ làm YouTuber rồi hay sao ấy. Mình thấy rằng là không đăng video nữa. Rất là tiếc luôn. mình thích nhất là anh Chupomiki luôn á, bởi vì các bạn xem có những cái trận đấu mà giật kèo gọi là kinh khủng luôn. Chẳng ai dám chơi Rimwick mà dùng dịch chuyển bây giờ hết, mà lật kèo của ông toàn là dùng dịch chuyển thôi. Và nhìn oách không thể tả được. Xem mà mình ghiền á, mình ghiền một team mình đập bịt thay cho bọn survival á. Eo ơi, cứ hầu bay tới thôi. Chạy bằng mắt rồi. Thôi mình sẽ té đây. Chặn đường mình bằng cái con hầu kinh luôn đó. Ok, và nếu các bạn thích video của mình và cảm thấy mình nói chuyện hay thì đừng quên cho mình một like, subscribe. Vui thì giới thiệu cho bạn bè, thầy cô, bố mẹ cùng xem. Xin chào tạm biệt.